Có thể bạn chưa biết, Việt Nam đang trở thành điểm nóng đầu tư đối với ngành công nghiệp bán dẫn, thu hút hàng tỷ đô từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Nvidia, Samsung, Apple, Intel, Qualcomm, Lam Research. Sau đây là các dự án nhà máy bán dẫn, trung tâm R&D đã và đang triển khai trên khắp Việt Nam. Nvidia đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, ký thỏa thuận với chính phủ về việc thành lập trung tâm R&D, hợp tác với FPT đầu tư 200 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy AI, mua lại cổ phần của Vinbrain từ Vingroup. Samsung hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với 6 nhà máy, một trung tâm R&D, tổng vốn đầu tư đến cuối năm 2022 đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn dự kiến thời gian tới sẽ đầu tư thêm khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Apple đầu tư khoảng 16 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam thông qua chuỗi cung ứng với các đối tác lớn như Luxshare, Foxconn. Việt Nam hiện là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á và xếp thứ tư toàn cầu về số lượng cơ sở sản xuất cho Apple. Intel đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2006 với nhà máy Intel Products Việt Nam, cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất của hãng trên toàn cầu. Đến nay, tổng vốn đầu tư đã vượt 1,5 tỷ USD và vẫn đang tiếp tục mở rộng, nâng cấp nhà máy. Qualcomm khai trương trung tâm R&D đầu tiên ở Đông Nam Á đặt tại Hà Nội. Hãng cũng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam như Viettel, VNPT, Mobifone trong việc phát triển công nghệ mạng Gen 5 và các thiết bị camera AI. Tập đoàn bán dẫn Lam Research đang lên kế hoạch hợp tác với công ty Celgene phát triển nhà máy và chuỗi cung ứng hàng tỷ đô la tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong giai đoạn 2, Lam Research dự kiến sẽ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Với sự gia nhập của các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới, Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn khu vực và toàn cầu.